Hi, chào mừng em đã quay trở lại kênh Content.com. Video này mình sẽ giới thiệu một sản phẩm sinh tồn. Chính xác là cái sản phẩm móc khóa hữu ích, nói chung là có nhiều tính năng. Thì anh em theo dõi trong video này nha, nó có những tính năng gì và có đáng để chúng ta bỏ một số tiền gọi là không lớn, siêu nhỏ ra để mua không? Ok, intro. Đây anh em, chìa khóa đa năng. Cái lệ chìa khóa đa năng gượng phải là móc chìa khóa đa năng 6 trong 1 đấy, 6 tính năng, số tiền 22.000 đây. Siêu rẻ. Và như vậy là mình nhận sản phẩm khác anh em ạ. Mình mới giới thiệu cái sản phẩm móc khóa đa năng 6 trong 1 cơ, nhưng mà shop ra sản phẩm móc khóa đa năng hình như là cái sản phẩm này. Đó, đây sản phẩm này thì có những cái tính năng như là một là làm thước đo này, đây làm thước đo này. Thứ hai là cây cắt điện. Đây. Đây cái chỗ sắt này để cắt này. Thứ ba là mở nắp chai. Đây. Đó, thứ tư là tháo ghim giấy. Đấy, thứ năm là mở thùng cắt tông. Đây chỗ này mở thùng cắt tông. Open box. Đấy. Thứ 6 là mở led này. Thứ 7 là vặn vít. 8, 9, 10 đây em có thể xem trên hình nhá. 12, 13, 14, 15, 16, 17 đến 20. Dọc file giấy. Đây cái này dọc file giấy đây nghe. 20 tính năng, 20 trong 1. Pocket tool. Cái này nhiều tính năng hơn cái sản phẩm mình định giới thiệu cho anh em. Nhưng mà mình thích cái sản phẩm kiểu chìa khóa kia cơ. Mình thấy nó đẹp. Thứ hai là nó có 6 tính năng thôi. Nó ít tính năng hơn con này. Nhưng mà con này đúng là làm con này thì cũng tốt này, làm bằng thép không gỉ này anh em. Đó. Nói chung ra sai sản phẩm thì giới thiệu luôn. Rotate để xoay được cái gì ấy. Đây có thể xoay đi. Xoay cái này. Đó. Xoay cái này. Ở đây có những cái tính năng mesh, max, mesh min gì đấy. SML, Y gì đấy. Khá là nhiều tính năng đấy, 20 tính năng đã liệt kê rồi đấy anh em. Đó, là bằng thép không gì, cầm cũng đầm. Đây có mở vít này gì đấy này, móc khóa để đeo được này. Đấy ở đây còn những cái lỗ để chúng ta mở này. Nói chung thì nó cũng tiện, nó nhỏ gọn mà đấy. Có những cái tính năng cũng ghi hết ở trên này rồi. Đó, rồi nói chung là sản phẩm này cũng chưa tìm hiểu nhiều để giới thiệu anh em. Đó. Link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhá. Để sản phẩm móc chìa khóa, để sản phẩm này anh em thích sản phẩm móc chìa khóa là thích sản phẩm này hơn. Đăng ký kênh. Ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Anh có thể video cái like, share, subscribe cái kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Anh em mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhá. Cảm ơn anh em theo dõi video. Bye bye. Thực ra thì cái này nó nhiều chức năng hơn hơn cái chìa khóa kia, và thiết kế nó không đẹp hơn thôi, mình nghĩ là vậy.